À, chào anh em đang xem miền Tây Solar ha nay là chiều ngày uh, chiều ngày thứ uh, thứ sáu ngày 17 tháng 11 2023 thì uh, trời không có chiều lòng người trời mưa rồi anh em ở uh, Tết uh, năng lượng mặt trời mà trời mưa là không có ổn rồi cho nên mình không có test năng lượng mặt trời nữa mà mình chuyển qua mình uh, uh, mình bán kích đó thì uh, mấy anh em gửi hàng về mình thanh lý khá là nhiều nhưng mà mình không kịp làm mọi người mình phải nói thật với anh em là mình không kịp. Một ngày mình chỉ có thể thanh lý được năm sáu cái mặt hàng thôi. Ờ, mình không có khả năng làm kịp. Thì ở đây là một con màu cam. Cái con này chả biết là con gì luôn, để mình đo cho anh em coi cái cái vấn đề nó nặng ba kg rưỡi nha, mình nói để lát mình quên. Tại vì mình mới đem cái cân mình cân nó nè. Nó nặng ba kg rưỡi. Và cái cái tem bảo hành thì mình thấy là do vận chuyển ra sao mà nó bị nó bị rách rồi nó rách cái tem rồi không biết có sửa chưa mình cũng không biết nhưng mà ông anh của mình ổng nói là ổng mua về ổng để đó chứ ổng đâu có xài gì đâu bây giờ nó còn mới tin á nghĩa là không có xài ráo anh em nó còn mới tin à chiều dài của nó là ba tấc rưỡi ba tấc rưỡi chiều dài nha chiều ngang của nó là một tấc tư ba tấc rưỡi nhân một tấc tư nặng ba kg rưỡi thì ở đây là miếng nhôm tản nhiệt của nó nè em không có tháo ra nha tại vì người ta hàng còn nguyên riêng em không muốn tháo ra đó thì đây là những con kích đời đầu của mọi người những kích này do Việt Nam sản xuất Để em quay cho mọi người xem Và nó hiện tại thì bề ngoài anh em thấy là nó mới tinh Nó không có rỉ xét chỗ nào hết nha Đó Thì à, mọi người nhìn nè à, Đó do Solar RV sản xuất à, Đạt chất lượng ISO 1900 gì đó ha Bộ đổi nguồn inverter 12V Cái bộ này là bộ 12V à, 1000, à, 1000W thì 1.000 VA thì nó đâu đó chắc mình nghĩ là một 000 w đó em chắc cũng tương đương đó hoặc là cũng là khoảng một ngựa ha à, tệ lắm thì cũng là một ngựa ở đây có hai cổng đầu ra hai cổng này ra đều là 220 AC hết ha 220 hết ở đèn lỗi ở chỗ này đèn bình thường ở chỗ này và đèn hết điện ác quy ở chỗ này đó, đây có ba đèn ha đèn lỗi đèn bình thường để hết điện mazda việt nam bởi solar RV GSC à, xin chuẩn nha đây là kích xin chuẩn nha mọi người À, em không bao giờ bán xin vuông. Khách hàng nào mà gửi xin vuông tới là em em em, em trả lại về, em không có bán. Em là chỉ bán xin chuẩn thôi. Em ghét xin vuông nữa mọi người. Đó thì um, chú ý sản phẩm khuyến cáo không nên dùng cho vùng biển. À, nên đấu vùng biển thì sợ hư linh kiện mọi người. À, đấu điện chung với điện nhà nước, cần có cầu giao đảo về điện này sẽ làm điện nhà nước người ta sợ xong ngược vô anh em. Đó, sợ điện nhà nước xong ngược vô chúng ta xài đừng có cho xong ngược vô là được. Thì nội thất bên trong thì em cũng nhìn thấy này, mạch bích bùng hết Sò phép gì đâu, tùm lum hết em đó, Nó làm cái mạch rất là công phu nha mọi người Cực kỳ là công phu, con kích Và à, khi nói điện 220 từ bộ inverter đến thiết bị sử dụng Chắc chắn dây điện không chạm chập hoặc à, nói với điện lưới Người ta sợ điện lưới nó xông ngược vô cái đầu đầu ra đó anh em Cái đầu ra người ta sợ điện lưới xong ngược vào Máy sẽ bị ngắt do một số lỗi thông thường như sao Bị quá tải, quá nhiệt À, bịch kính à, lỗi đèn đỏ, ác quy bị cạn, à, mối à, nó bị hỏng rỉ sét, à, máy những lỗi trên quý khách cầm à, rút bớt tải, à, rút bớt áp gì đó, kiểm tra đầy đủ à, gì đó ha. À, nếu đấu sai máy sẽ bị hỏng có nghĩa là anh em đừng có đấu à, sai âm dương này ha. Đó rồi đây có nhãn kiểm soát nè, nhãn chứng à, nhận à, kiểm soát chất lượng nè anh em, có mã dạch nè, đó, được sản xuất à, bởi à, đường Đồng An Uh, Thuận An Bình Dương uh, sản xuất ở Bình Dương có tổng đài chăm sóc khách hàng nè đó, uh, nhãn kiểm soát chất lượng đàng hoàng nha Nói chung là đây là hàng chính hãng mọi người sản xuất của Việt Nam thì bạn nào anh em nào mà đang có những cái hệ năng lượng mặt trời độc lập á mà anh em cần có con kích để uh, chạy hệ năng lượng mặt trời độc lập thì đây lụm đó, uh, cái tem này mình không biết tại sao mà rách nhưng mà anh anh này anh, anh nói á, là ảnh mua hai con đằng kia còn 1 con nữa ảnh có con kia nữa thì ảnh uh, về anh có xài gì đâu ảnh phòng khi cúp điện mà không có xài rồi để giờ chả biết làm gì thì gửi mình thanh lý luôn thì mình cũng cảm ơn anh em ông anh mình rất là nhiều ông gửi về hả ông gửi cho mình một cái thùng mốt rất là gọi là luôn á mọi người đây nè cái thùng mốt anh gửi về nè cái người chủ người ta kỹ lắm anh em người ta kỹ cực kỳ luôn đây nè cái thùng mốt anh gửi về nè. đó anh tạo một cái thùng mốt bít bùng luôn đây nè đấy ông gửi hai con về cái con đó và cái con kia hai con đó, người ta kỹ anh em cho nên là cái con uh, kích này nó còn mới thưa ghê mới tin luôn không biết anh mua hồi nào nữa anh nói hồi xưa anh mua rất là mắc nha anh mua rất là mắc còn bây giờ thì anh thanh lý lại thì nói chung là bán được nhiêu được không à đó thì bây giờ mình sẽ test cho anh em coi ha chạy chuẩn chỉ nha bây giờ ở đây nó mình vô cái bình bình mình nhỏ xíu nè bình nhỏ xíu anh em bình uh, 12V nhỏ xíu dây nhợ lùm thùm chứ đơn giản thôi này, này là dây âm nè dây âm qua con này dây dương qua con này người ta cũng bấm cót sẵn cho mình rồi nha hai cái dây này chín chung với máy luôn á bấm cót sẵn nè có đầu cót sẵn nè anh em đầu cót nè rồi đi vô có quạt tản nhiệt này ha quạt tản nhiệt nè đó ở ngoài trước thì nãy như mình quay cho mọi người thấy rồi đó rồi bây giờ mình bắt lên ha bắt lên thì quạt nó quay nó quay cái ù xíu tắt à Quạt cảm ứng nhiệt mà. rồi nó tắt anh em thì nào máy nóng thì nó quay lên đó bây giờ nó đứng rồi thì nào máy nóng quay lên thì con này nó đang chạy bình thường nè nó cái đèn vàng nó báo nè mọi người đó, đèn vàng là đèn bình thường nó báo nè đây nè cái đèn bình thường nó báo nè đèn vàng đèn lỗi đèn hết điện là chưa Vậy là cái ác quy mình nhỏ nhưng mà còn điện nha Đó, đèn bình thường báo nè Và hiện tại là cái đồng hồ báo là 224V, rất là chuẩn luôn Anh em thấy không, 224V nè Và máy chạy không gây tiếng ồn nha Lát nữa cái quạt nó quay thì có hơi ồn, ồn vô quạt thôi nè, anh em thấy không, 224V Nha, 224V đó. Thì anh em đừng có hỏi mình là ừ, hãy so sánh con này với con Super hay là con Sền Bao hay là mấy con nội địa hay là gì, gì, đó mình không biết nha Tại vì đây là một cái con gọi là nó là hàng cá biệt nó là hàng cá biệt mọi người đó cái biến áp của nó thì mình nghĩ là cái này nó xài biến áp sung luôn á. chứ không phải là biến áp xuyến đâu đó, biến áp sung luôn mà cái mạch nó bịt bùng luôn đó, công sức ở đây mình nhìn thấy rõ có hai cái biến áp này nè không biết còn nhiều nữa không à ba biến áp luôn mọi người ơi trời ơi. nhìn thấy nhìn, nhìn lén thôi nè đây một biến áp nè đây một biến áp nè kế bên có biến áp nè không biết ở trong còn không à? có ba biến áp luôn anh em ơi đó rồi bàn kia có mạch nhiều sò kìa một giải sò luôn đó, nói chung là mình vừa ý mấy con này dễ sò luôn ông anh này không biết sao ông tự nhiên ông nói đem về tính uh, uh, để khi mà cúp điện nó xài mà giờ giờ đâu có cúp điện ở đâu thấy không cho nên anh đem ra bán luôn chứ giờ để không cũng không làm gì đó điện nhà nước giờ cũng ít cúp lắm hai trăm hai mươi rất là chuẩn nha mọi người đấy mình tắt nha tại cái bình mình nó cũng nó nhỏ cho nên là mình cũng không muốn nó bị hết điện lát mình còn thử những cái khác đó bạn nào lụm thì lụm ha cái này thì mình sẽ bán cho anh em là một triệu tư mình bao ship luôn một triệu tư bao ship luôn nha con này là một kva đó mình nghĩ là nó chạy thường trực chắc một ký trở lại kw trở lại anh em có những hệ năng lượng mặt trời độc lập á à, độc lập mà anh em đang tìm kích thì lụm con này nó là con một ký xin chuẩn nha mọi người xin chuẩn ha Đấy, mình xài con kích này là anh em giang hồ nhìn vô nể mình lắm anh em những kích này cũng là hàng độc đó chứ không phải giỡn đâu Trên thị trường ai đâu bán kích này hả Không biết người ta bán bao nhiêu nữa Đó cũng là hàng độc đó mà mới tin Rồi một triệu tư bao ship anh em nào lụm lụm ha Mình ghi lại để quên nha mọi người Đó Một tư nè Bao ship ha hiển nhiên là bao ship rồi Tất cả những hàng thanh lý mình báo giá mình bao ship hết á đó. đó. thì mình uh, đến đây thì chắc là kết thúc video ha Bạn nào đam mê thì hãy cứ liên hệ mình nha uh, 0948932417 nha anh em À, hàng thanh lý tuy là nó cũ nhưng mà à, mình nhìn bề ngoài nó như là hàng mới á như là trong thùng ra mọi người à, mới tin thôi xin chào anh em hẹn gặp mọi người những video lần sau